Rồi, xin chào tất cả các bạn. Chào anh em trên kênh YouTube. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả anh em một cái bệnh mà không bố lỗi, nhưng mà khi chúng ta in ra đó, chúng ta in một mặt nhưng mà cái mặt mặt hai đó nó không chúng ta không in, nó lại bị vàng dọc đều tại giấy đó. Thì nhiều bạn cứ nghĩ là do gạt rum hay là do nhớp, thì sau khi vệ sinh xong thì nó vẫn có hiện tượng đó. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn cái lỗi đó để khắc phục. Thì nói chung là mình chỉ nói thật thì anh em sẽ làm được, không cần phải hướng dẫn chi tiết luôn, mình chỉ cần nói sơ cho tất cả các bạn thôi. Sau đó các bạn tự tháo ra và vệ sinh thôi. Thì trên cái dòng Medico đó, mời các bạn theo dõi. Rồi, anh em quan sát nè, nó có cái đường vàng này nè, ở mặt sau này nè, những cái đường vàng này rất là đều này nè. Anh em nhìn con sót kỹ, nó có phạt này, đậm này, những cái kẻ sạch này rồi nó đều trên cái mặt sau của tờ giấy. Mà trong cái đó là mình chỉ in mặt đầu tiên đó, cái mặt một này bị chấm này là bị phun mực này, không ảnh hưởng nha. Có nghĩa là chúng ta mình in cái công tơ ra thì cái mặt trước, mặt một rất là đẹp đó, mặt một rất là đẹp, nhưng mà cái mặt hai mình không in, nhưng mà lại nó lại bị đó. Đó, con sót kỹ nè, mặt hai không in gì hết nha, mình chỉ in một mặt thôi nhé, mình phun một mặt nhưng mà mặt hai nó lại bị đó. Như thế này nhiều bọn cứ nghĩ là do gạt nhớp đồ vệ sinh sạch sẽ nhưng mà vẫn bị, nhưng mà xin thưa các bạn không phải nhé. Đây này, đây là nguyên nhân của cái cụm beo, đây là nguyên nhân do cụm beo gây ra. Thì khi chúng ta in cái một mặt nhưng mà mặt hai chúng ta không in nó lại bị, thì đó là do beo, không phải hư gọt beo, cũng không phải hư beo luôn đó. Thì điều này có nghĩa là chúng ta chạy vài tháng đó, nói chung là chạy lâu á, nếu mà không thấu cái beo ra vệ sinh cái trục xét á, những cái trục xét ở trong cái beo á, nó có một cái trục xét và những cái trục nhôm, trục xét và trục nhôm nó bị nhớp và bị oxy hóa đó, nó bị nhớp và bị oxy hóa, thì chúng ta phải thấu ra và dùng giấy nhóm. Chúng ta có thể mua loại giấy nhóm trà sát mà loại giấy nhóm mình á, chúng ta mua về và chúng ta chỉ tiến hành thấu cái vỏ beo ra, chúng ta lau chùi sạch sẽ, cắt và chúng ta vệ sinh cái trục xét thôi, chỉ cho sạch cái trục xét đó. Thứ nhất là cho vệ sinh sạch sẽ hết ba trục thì cái bệnh nó sẽ hết đó. Lúc nãy là nó bị nè, vệ sinh xong thì chạy ra ráng sạch. Nè, má này là lúc nãy má này bị nè, đi cô 7.5-8.000 như nhau đó. Chạy ra rất là đẹp, vệ sinh xong là chạy rất là sạch sẽ và đẹp đẽ luôn, cái hiện tượng phun mực nó cũng hết luôn, giống như kiểu nó sạch sẽ luôn đó. Đó là cách để vệ sinh cầm beo, chạy lâu ngày phải tháo ra vệ sinh nhé. Nếu không cẩn thận cứ nghĩ là do gọt, chúng ta tay gọt miết vào là không được đó. Cảm ơn các bạn. Thì cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi kênh YouTube. Thì có cái lỗi gì anh em cứ bình luận bên dưới thì mình sẽ xem và hỗ trợ cho tất cả anh em. Những cái lỗi mà mình gặp thì hoặc những cái lỗi chưa gặp thì mình sẽ hướng dẫn cho tất cả anh em. Thì anh em xem xong nhớ cho một like, một subscribe, một bình luận để có nhiều video mới cho tất cả anh em nhé. Mà cảm ơn anh em.